Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái chương trình hệ điều hành Ubuntu Desktop vào trong cái máy ảo VirtualBox. Thì đầu tiên thì mình sẽ vô cái trang ubuntu.com và mình vô cái mục download để mà mình download cái phiên bản. Thì mình sẽ nick vô cái đường link desktop để mà download cái Ubuntu dành cho desktop. Ngoài ra ở đây thì nó còn có một số cái phiên bản khác như là Ubuntu cho lao, cho server vân vân. Thì đa phần là các bạn sẽ cần sử dụng đó là Ubuntu Desktop để mà có thể lập trình. Còn các phiên bản khác như là lao hoặc là server thì nó chủ yếu là dành cho máy chủ. Đó, mình sẽ click vô download và các bạn sẽ hiện nay thì cái phiên bản mới nhất là Ubuntu 18.04 thì các bạn click vô download. Sau đó thì nó sẽ tải về cái thư mục download cho mình. Và ở đây thì nó cũng có nêu ra các yêu cầu để mà cài đặt hệ thống, ví dụ như là bộ nhớ là 2GB, tức là RAM, rồi khoảng trống của đĩa là 25GB. Đó, mình thì đã cài đặt rồi nên là mình sẽ không download nữa. Đó, mình đã download nó về cái như vậy và mình sẽ đi cài đặt nó. Thì để đi cài đặt thì mình sẽ mở cái VirtualBox lên. Rồi mình sẽ tạo ra một cái máy ảo mới. Thì mình sẽ đặt tên là Ubuntu Desktop chẳng hạn. Rồi kiểu hệ điều hành là Linux version Ubuntu 64 bit. Rồi mình nhấn vào Net. Rồi ở cái chỗ memory size này thì tùy vào cái RAM của máy tính của các bạn. Ví dụ như RAM máy tính của mình là 8GB. Nên là mình sẽ cho nó RAM của cái máy ảo này khoảng 4GB chẳng hạn. Thì tức là nó vào khoảng 4096. Còn nếu mà cấu hình RAM của các bạn mà nhỏ, máy thật của các bạn mà nhỏ hơn, ví dụ như có 4GB thì cái cho memory size này các bạn nên chọn cho nó là khoảng 2GB thôi. Rồi mình nhấn vào Net. Rồi mình chọn là VIO Virtual Hard Disk nào. Rồi mình nhấn DA. Rồi cái chỗ phần này thì mình chọn là mặc định là VirtualBox Disk Image và mình nhấn Next. Rồi ở đây thì mình chọn là cái tỷ chọn là Dynamic Allocated, tức là mình cho phép cái bộ nhớ của nó, cái dung lượng ổ cứng của nó tự gia tăng. Sau khi ví dụ như còn nếu mà các bạn chọn Fixed Size thì cái bộ nhớ của nó khi mà các bạn set nó cho nó là ví dụ như là 25GB thì nó set luôn do cái máy này là chiếm 25GB, còn cái này là nó tự động tăng cái dung lượng của nhớ lên khi là mình thêm dữ liệu hay gì đó vân vân. Và mình nhấn Net. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn cho nó là khoảng cái phần file location and size thì mình sẽ chọn cho nó là khoảng 40GB chẳng hạn. Ở đây thì ở bên cái phần yêu cầu system thì nó yêu cầu là tối thiểu là 25GB thì các bạn có thể chọn là 25 hoặc là 30 gì đó. Rồi mình nhấn vào đi ấy. Rồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ khởi động cái máy ảo Ubuntu Desktop này lên. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chọn mấy cái folder mà mình download cái file Ubuntu cài đặt, file setup đó. Thì mình download về ở đây thì mình sẽ chọn vô và mình bắt đầu nhấn vô tab để cho nó khởi động. Rồi cái màn hình giao thông hiện lên thì ở đây mình sẽ chọn install Ubuntu.
Rồi cái phần keyboard layout thì mình chọn là English US. Mấy bạn nếu mà thích lựa chọn cái kiểu bàn phím là tiếng Việt thì nó cũng có luôn. Rồi mình nhấn cho continue. Rồi ở cái chỗ này thì mình để cho nó là mặc định. Nếu mà các bạn muốn cài đặt nhanh hơn thì ở đây các bạn có thể chọn là minimal installation. Tuy nhiên thì mấy cái phần mềm tiện ích của nó sẽ không có, nó chỉ có cái web browser với cái basic activity thôi. Và mình nhấn continue. Rồi ở đây thì mình cái phần installation time này thì mình sẽ lựa chọn là erase this interval button thì nó sẽ, vì đây là mình mới cài đặt máy ảo này, mình mới cài đặt nên là mình sẽ chọn cái kiểu là erase this and button, tức là để nó tự tạo ra các folder cần thiết để nó cài đặt. Còn nếu mà các bạn đã cài đặt Ubuntu rồi thì các bạn ví dụ như các bạn muốn tự phân vùng cho mình, ổ cứng cho mình thì các bạn có thể lựa chọn vào cái something else này. Ở đây là vì chúng ta đang sử dụng ở cấp độ basic nên là mình sẽ chọn là erase this and install Ubuntu. Mình click cho install now. Rồi mình click cho continue. Tiếp theo thì ở cái phần Where are you thì mình sẽ chọn vào cái vị trí là Việt Nam, tức là Hồ Chí Minh ở đây. Rồi mình click cho continue. Rồi ở đây thì mình sẽ nhập cái tên của mình chẳng hạn. Rồi mình cũng nhập password. Rồi ở cái chỗ tùy chọn này thì mình sẽ lựa chọn là require my password to log in, tức là mỗi lần mà mình khởi động máy ảo lên thì mình muốn vô được cái Ubuntu này thì mình phải đăng nhập. Rồi mình click cho continue. Rồi quá trình cài đặt đã bắt đầu. Ở đây quá trình cài đặt nó diễn ra rất là lâu nên là mình sẽ tạm ngừng cái việc quay video này. Rồi nó đã báo là cái quá trình cài đặt đã hoàn thành thì mình sẽ nhấn vô detail nào để nó khởi động lại. Và mình sẽ nhấn Enter. Rồi, sau đó mình tắt nó cái luôn cái Ubuntu desktop này và mình khởi động nó này. Rồi mình sẽ khởi động lại cái Ubuntu desktop này. Thì do là mình vừa quay video vừa chạy máy ảo nên là nó rất là nặng nên là nó chậm nên là mình sẽ tạm dừng cái video một chút đi. Rồi tiếp theo thì nó sẽ hiện ra cho mình cái màn hình là mình nhập mật khẩu để mà mình đăng nhập thôi.
theo thì nó đã hiện ra được cái thông báo welcome như thế này. Mình nhấn net mình nhấn đăng. Đó, thì mình đã hướng dẫn các bạn cài xong cái Ubuntu, và ở đây thì mình có thể click vô cái trình duyệt Firefox chẳng hạn, rồi mình có thể truy cập cho nước web chẳng hạn. Ví dụ mình nhập Google chẳng hạn. Đó, ở đây thì các bạn có thể tìm kiếm bất kỳ cái gì các bạn thích. Đó. Như ví dụ như mình vô cái trang sách lập trình chẳng hạn. Đó. Như vậy là mình đã truy cập vô được cái trang sách lập trình.com như vậy. Thì mình xin tạm dừng cái video hướng dẫn của mình tại đây. Ở buổi sau thì bắt đầu này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực thi một số cái lệnh cơ bản với Linux.